quý. Đây là chị gái cả của gia đình. Cho tớ hỏi cái chị mặc áo vằn vằn này là chị gì ạ? Chị đấy. Cháu chào anh. Sao đây là chào anh Sơn, em là con thứ hai chưa phải không? Giới thiệu tiếp. Loan à? Em của Loan. Đây là chị dâu của anh Sơn. Phải nói tên, tuổi, vai, vế và ở đâu. Đang ghi hình, đang ghi âm. Đây là bác Cảnh. Đây là bác Chiến ở Trung Hà. Đây là cả bên cạnh Trung Hà ấy. Đây là bác anh trai cả. Anh trai cả Lý Cú. Anh trai cả của ai ạ? Của anh Lý Cú này. À đấy, phải nói rõ vào. Cái anh trai cả không nói của ai cả, chị cũng không biết. Rồi, anh trai cả của anh Hiệu Hương ở Linh Phú này gì? Phải rõ ràng như thế vào. Bây giờ thôi được rồi, cứ nói thế đi, xong còn sau này còn cái gia phả nữa. Đấy, cho nên mọi người bây giờ nếu cứ ăn uống xong nhá, mà không nói chuyện gì, mà không giới thiệu ấy, xong giải tán thì không ai biết, lại không nhớ đâu. Cho nên là cả cái hội trường này không ai ghi hình cả. Mỗi mình thôi, phải ghi lại. Ghi lại mới nhìn mặt mới biết được chứ. Rồi. Đây là Thím Phong. Là chị dâu và cảnh Linh Phú này. Dâu. Đây là Thím Phong. À thế mà vừa giới thiệu rồi đấy. Rồi, chị vai dâu cả à? Vâng, rồi. Rồi. Vừa đến cái con đây là bác Chiến, cảnh ở Hà Lan. Đây là bác Chiến. Ở Hà Lan hả? Đây là bác Chiến ở Trung Hà. À Trung Hà. Anh em Trung Hà là đường đi bản 3 đó. Vợ ông nhìn trai anh trai và bé. Ông vào với ông giới thiệu cho tôi đi. Ông nói tốt thì ông lại không ở đây. Mà mọi người trật tự để cho giới thiệu. Nói chuẩn luôn nhá. Đây là bác dâu cả. Quý, vợ bác Đàm, bác Quý em ruột ông Phú.
phú tích nhá. Con động thư hợp lũ. À. Bên kia. Động thư đây à? Phỏng vấn à? Đây. Em cô bà kia và mặc váy đỏ kia. Đâu bà Phượng đâu? Đấy bà Phượng đây. Bà Phượng sao cứ ngồi đấy ăn cái gì ở đằng ấy lâu đấy? Sao đây? Rồi. Thế hôm nay ai là người thông báo cái việc tập trung này? Chú Hiệu. Ai là người thông báo? Chú Hiệu đâu? Chú Hiệu đâu? Đây, mấy anh em nào hôm nay tổ chức lớp bắn tự phạt để anh em công nhân lên đây. Rồi, nhất trí rồi. Rồi, chúc sức khỏe, bắt đầu uống rồi. Cảm ơn các chị nhé. Các em rồi. Hết nhá. Chị coi không á. Hết à? Hết rồi. Người nhà thì cứ ăn uống bình thường nhá. Hôm nay là chỉ có người nhà thôi nhá. Không có ai là người ngoài cả, cho nên cứ bình thường. Đây, ông anh. Quang lên con bà Tòng, mình có anh luôn. Báo cáo với cả nhà đây là cũng là con cháu trong gia đình đấy, cho nên là không phải ngại gì cả nhá. Anh vừa lên đây. Ngày hôm nay phải ghi hình lại hết. Thế nên anh em mình làm kiểu nhờ. Đúng rồi. Anh Sơn, thế là thím của gia đình. Thì nhà báo. Thím à? Ở nhà đây gì? Chủ nhà rồi, thế ghi rõ mặt luôn này. Cưới phong, cưới hội, em chụp nhà. Rồi. Bắt đi hình ông kiếm ăn cái rồi. Sao hô nào chưa xong mà đã thua rồi. Hô lại, hô lại. 2-3 vô phải hết luôn chứ nào. 2-3. 2-3 vô. 2-3 vô. 2-3 vô. Đấy, nó phải chê. Đúng rồi, làm đi. 2-3 chứ các. Đấy, rồi. À, đây anh selfie nhiều quá. Chúc cho em cái này, nó đẹp lắm. Anh Tú vào mũi ra đi. Anh Tú ơi. Nếu mà chụp cái mâm kia phải đứng gần gì nữa. Đứng gần nữa rồi. Yeah.
nào như nào. Nào uống đi. Anh Công ơi,